Đúng quý vị, nợ công của Việt Nam có thể tiến đến sát mốc 3 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2016. Đó là con số được công ty chứng khoán Bảo Việt vừa đưa ra trong báo cáo về nợ công mới đây. Theo đó, áp lực gia tăng nợ công trong năm 2016 có thể lên đến hơn 385.000 tỷ đồng. Theo số liệu cập nhật gần đây của Bộ Tài chính, tỷ lệ nợ công vào cuối năm 2015 bằng 62,2% GDP, so với con số GDP cập nhật của Tổng cục Thống kê cho năm 2015. Con số nợ công tuyệt đối của Việt Nam vào cuối năm 2015 là hơn 2,6 triệu tỷ đồng. Giả định tổng nợ công sẽ tăng thêm hơn 385.000 tỷ đồng như ở trên thì tổng nợ công của Việt Nam vào cuối năm 2016 sẽ đạt sát mức 3 triệu tỷ đồng, bằng 64,4% GDP. Thông tin chi tiết, mời quý vị tìm đọc trên thanh niên.vn.